bởi vì người nước ngoài người ta đến đây người ta làm việc, người ta làm việc xong thì người ta cần phải làm cho nó khỏe lại, lúc đó người ta sẽ đến sức khỏe. Người nước ngoài người ta đến làm việc hoặc là ví dụ như cái nhà máy ở đây họ sẽ phân phối khắp cả nước, thì họ cũng những người từ các nơi đến đây họ cũng cần một chỗ lưu trú, cần một dịch vụ. Bản thân như tu sĩ khi mà khách hàng từ nước ngoài người ta đến đến thăm mình thì nhiều khi mình cũng phải đặt luôn họ khách sạn hay là vé máy bay hay là các cái dịch vụ lưu trú khác để giúp cho họ đi đến đây thuận tiện hơn. Thì suy nghĩ đó là có cơ hội kinh doanh. Nói chung là chỉ mắt doanh nhân thì các anh chị thì dịp bữa nào cũng thấy tiền cho anh. Chỉ có những người tu sĩ ở đây thì không nhìn thấy gì hết. Và hôm nay rất vui được nhìn thấy các anh chị ở đây, mọi người ở đây. Cảm ơn các anh chị ở đây.